Xin kính chào quý vị khán giả. Theo như dự báo thì chỉ số tiêu tí cực tím ngày hôm nay ở nhiều nơi tại khu vực Nam Bộ đều nằm ở mức khá cao. Như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ hay Cà Mau đều nằm ở ngưỡng 6 và ngưỡng 7, còn tại Phú Quốc thì nằm ở mức 8. Thời gian UV gây hại cho da thường tập trung vào khoảng thời gian từ 13 giờ cho tới 16 giờ. Khoảng thời gian này thì muộn hơn so với mùa mưa vừa rồi. Quý vị ra đường thì chúng ta lưu ý là phải chống nắng thật đầy đủ ạ. À. Còn về thời tiết ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ dự báo thì vẫn có nắng kéo dài tới 7 hoặc 8 tiếng đồng hồ, trời sẽ nóng từ 11 giờ cho tới 15 giờ. Trong đó nơi nóng nhất phải kể tới ở tại khu vực Nam Bộ như Tây Ninh hay là Biên Hòa 34 độ C. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác phổ biến trong mức là 32, 33 độ C. Riêng tại Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau hay là Phú Quốc khá là mát mẻ với mức nhiệt 31 độ C. Cuối tuần này nếu mà quý vị có dịp đến với Vĩnh Long thì đừng quên ghé thăm làng gạch gốm Mang Thít, có tuổi đời hàng trăm năm, được biết đến là một trong những nơi mà sản xuất gạch và gốm đỏ lớn nhất trên cả nước. Tại đây thì có ngôi nhà ba gian hai trái truyền thống bằng gốm đỏ lớn nhất Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận vào ngày 11 tháng 9. Còn về thời tiết tại Vĩnh Long trong khoảng thời gian 3 ngày tới, dự báo đều chủ đạo là có nắng với mức nhiệt khoảng từ 32 cho tới 33 độ C. Bởi vậy cho nên là quý vị nên lựa chọn thời gian khoảng trước 10 giờ sáng hoặc là sau 4 giờ chiều để đỡ nóng hơn và chúng ta tới thăm làng gạch gốm. Lưu ý về khoảng thời gian chiều tối ngày chủ nhật có thể xuất hiện mưa trái mùa cục bộ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, vùng biển từ Kiên Giang cho tới Cà Mau trời không mưa và gió khoảng cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Trong khi đó, vùng biển từ Cà Mau cho tới Bình Thuận lại có gió mạnh khoảng cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật các thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.